Đấy, đấy, xin chào bà con nhé. Lại video trải nghiệm thực tế vườn sâm Nam đang mùa xuân đầy lộc. Đấy, đây là dòng sâm Nam lá nhỏ bà con ạ. Dòng sâm Nam lá nhỏ này. Thực ra ở núi Dành này phổ biến mấy dạng sâm cơ. Đấy, nhưng bây giờ hiện tại là cái sâm Nam lá nhỏ đấy là đang được phổ biến rộng nhất ở tại xã Liên Trung, và cũng như là đang đề cập phổ cập để trồng diện rộng ở tỉnh Bắc Giang và trên toàn quốc. Nếu bà con nào có nhu cầu thì hãy alo tới cái đầu số điện thoại ở góc màn hình. Cái sâm Nam lá nhỏ này ấy, thì nó khác với dòng cát sâm. Khác với cát sâm nhưng mà bà con nhé. Đấy, cái củ rất chi là thơm, nó không hăng hăng như cát sâm đâu. Bà con để ý kỹ cái lá này nhá. Đấy. Cái giống đầu tiên ấy, những cái cây làm bầu ấy thì nó đầu tiên là nó có 3 lá, khi lớn lên nó thành 5 7. Đấy. Và nó cũng có một cái dòng sâm chỉ 3 lá này nhá bà con nhé. Thì tất cả các loại sâm là đều được kiểm nghiệm rồi. Đấy. Đây là những cái chồi này. Đấy, những cái chồi lên dây này là tới đây nó cho ra hoa. Ở đây cho ra hoa nha mọi người nhé. Ôi. Thôi ông ạ, xong để mai kia lắng lại cắt tiếp ông ơi. Đấy bà con nhé. Đấy, tới đây là đang sẽ có hoa cung cấp cho bà con.